Chủ đầu tư gây xao xuyến với đạo hình cổ trang Thanh Tú ở sóng sau bên La Nhất Châu, hợp tác với diễn viên lão làng Ngô Cương và idol trẻ tuổi La Nhất Châu trong phim mới sóng sau, lộ tư nhận về vô số lời khen với đạo hình cổ trang nhẹ nhàng Thanh Tú. Cư dân mạng nóng lòng thúc giục phim mau chiếu để được chiêm ngưỡng đầy đủ khoảnh khắc nhan sắc xuất thần này của cô nàng. Sóng sau kể về giáo sư Trung Y Dược, nhận tân chính Ngô Cương, dốc sức quảng bá Trung Y, ông quyết định từ chức để mở lớp truyền dạy môn y học cổ truyền, mong muốn có thể thực sự bồi dưỡng lên người tài để giữ gìn, phát huy và truyền bá môn học này cho các thế hệ sau. Chị đầu tư sẽ vào vai cô gái tuôn đầu 20 tuổi không cha không mẹ, một thân một mình. Cô gặp rắc rối trong một lần ra mặt giúp đỡ người khác. Đồng lúc này giáo sư Nhậm Tân Chính bắt gặp và giúp đỡ cô, đồng thời thấu hiểu thân thế của cô nên ông đã nhận cô vào lớp trung y của mình. Từ đó tuôn đầu bước lên con đường học y. Ở lớp tuôn đầu và con trai của giáo sư Nhậm Tân Chính là Nhậm Thiên Trần La Nhất Châu, nhiều lần gây gổ không do hợp tính, tạo nên không ít rắc rối. Quá trình học trung y ở lớp đầy gian khổ và khó khăn, trong quá trình này cô gái 20 tuổi dần dần trưởng thành, ngày một yêu môn y học cổ truyền và cũng dần thấu hiểu, đồng thời hóa giải khúc mắc với cậu bạn cùng lớp Nhậm Thiên Trần. Dẫu là phim hiện đại, nhưng do chủ đề liên quan đến y học cổ truyền, song song không khỏi có một số tình tiết yêu cầu diễn viên có tạo hình cổ trang. Trong đó bộ xiêm y thanh thoát khi ngồi thiền và kiểu tóc búi nửa buông lơi của Trần Lộ Tư đã làm không ít cư dân mạng trầm trồ. Cô được nhận xét vô cùng thanh tú, có khí chất tiểu thư khuê các. Ngoài Lộ Tư, nam diễn viên La Nhất Châu cũng có tạo hình cổ trang trong phim. Tuy nhiên vì anh giữ kiểu tóc hiện đại nên không gây hiệu ứng gì mới lạ trong mắt khán giả. Với sự dẫn dắt của dàn diễn viên thực lực Ngô Cương, Trương Manh, song song được hy vọng sẽ trở thành bước ngoặt về diễn xuất trong sự nghiệp của nữ diễn viên Trần Lộ Tư và idol La Nhất Châu sau khi phát sóng trên nền tảng Youku.